đã đến lúc đội tuyển nữ Việt Nam cần thay đổi. Hàng loạt những thành tích nổi bật từ khu vực, châu lục đến thế giới đã được tuyển nữ Việt Nam tạo nên trong hơn nửa thập kỷ qua. Song, thất bại tại ASEAN và vòng loại Olympic gần đây cho thấy, đã đến lúc bóng đá nữ cần sự thay đổi. Có một chút tiếc nuối với huấn luyện viên Mai Đức Chung Khi dư âm World Cup 2023 là những giải đấu không trọn vẹn, tuyển nữ Việt Nam sớm bị loại ở vòng bảng ASEAN 19. Đến đấu trường Olympic đội bóng cũng đứng trước nguy cơ lớn dừng bước tại vòng loại thứ hai. Trở về từ World Cup nhưng thất bại tại Asiad 19 và trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn như Uzbekistan ở vòng loại Olympic Paris là lời cảnh báo với đội tuyển nữ Việt Nam. Tuyển nữ Việt Nam bỏ lỡ nhiều cơ hội và không tận dụng được lợi thế của mình trước đối thủ Uzbekistan. Ở trận gia quân tại vòng loại thứ hai Olympic 2024, tuyển nữ Việt Nam nhận thất bại không, một trước Uzbekistan đây là điều đáng tiếc bởi huỳnh như và các đồng đội thi đấu lấn lướt trước đối thủ trong phần lớn thời gian và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm phải thừa nhận là tuyển nữ việt nam phối hợp chưa tốt chúng ta có sức lực tốt hơn so với chủ nhà các cầu thủ đội bạn bị chuột rút khá nhiều nhưng việt nam không phát huy được lợi thế đó ngoài ra đội chưa tận dụng được thế mạnh từ những đường truyền sệt thay vào đó các cầu thủ lại chơi bóng bổng dẫn tới việc tự đánh mất ưu thế vào tay uzbekistan đội vốn sở hữu những cầu thủ có chiều cao tốt hơn. Tuyển nữ Việt Nam phối hợp ở hai bên nhiều nhưng đưa bóng vào chưa chất lượng. Ở hàng tiền vệ, các cầu thủ tranh chấp chưa quyết liệt và chuyên hỏng. Tôi nghĩ các cầu thủ sẽ phải tập thêm về tiếp xúc bóng và truyền bóng, sao cho nhanh và chuẩn xác hơn. Thực sự Uzbekistan thi đấu không quá sắc sảo. Họ chủ yếu đá bóng dài và thiếu sự bọc lót, nhưng các cầu thủ Việt Nam lại chưa sẵn sàng cho các tình huống bóng hai, chậm trễ về phá bóng. Tình huống dẫn tới bàn thua đến từ một kịch bản như vậy. Ở những màn trình diễn gần đây, cảm giác các cô gái Việt Nam chưa đúng điểm rơi phong độ. Tuyển nữ Việt Nam chơi thiếu cảm giác bóng và sự hưng phấn khi thi đấu, bị động. Điều này khiến cho kế hoạch thu điểm của tuyển nữ Việt Nam hoàn toàn thất bại ở những trận đấu quan trọng. Không khó để nhận ra, trong một guồng quay với nhiều mặt trận diễn ra liên tục từ tháng 4, các tuyển thủ nữ Việt Nam bị giảm sút phong độ, thể lực và cả sự nhiệt huyết đội tuyển nữ việt nam còn khoảng cách rất xa với nhóm đầu của châu lục như trung quốc hàn quốc australia hay nhật bản khi còn khoảng cách lớn với nhóm dẫn đầu nhóm ngang bằng như đài loan thái lan hay philippines có xu hướng bứt phá còn nhóm kém hơn như uzbekistan đang được đầu tư mạnh nếu tuyển việt nam không nỗ lực thay đổi và cải thiện rất dễ bị bỏ lại đặc biệt trong bối cảnh tuyển nữ sắp có sự thay đổi trên băng ghế huấn luyện mọi sự tập trung của tuyển nữ việt nam đều dồn vào đấu trường world cup Dẫn đến việc thi đấu không thành công ở hai giải đấu cấp châu Á liền kề sau đó. Vòng loại 2 Olympic Paris 2024 là giải đấu cuối cùng mà huấn luyện viên Mai Đức Trung dẫn dắt đội tuyển Việt Nam. Đây cũng là giải đấu đánh dấu cột mốc chuyển giao của bóng đá nữ Việt Nam. Vì vậy, để hướng tới những mục tiêu xa hơn, trước hết, các cô gái Việt Nam cần làm tốt nhiệm vụ ở thời điểm hiện tại là cố gắng thi đấu ở trận đấu còn lại trước Nhật Bản để lách qua khe cửa hẹp đi tiếp tại vòng loại Olympic Paris 2024. Vậy nên, ở những đợt tập trung cho ASIAD 19 và vòng loại thứ hai Olympic 2024, lần lượt những cầu thủ thuộc thế hệ 10-10 như Ngọc Minh Chuyên, 19 tuổi, Vũ Thị Hoa, 19 tuổi, Trúc Hương, 23 tuổi, Lan Anh, 22 tuổi, Thu Xuân, 20 tuổi, Ngọc Uyên, 22 tuổi, Thùy Linh, 22 tuổi, Trần Thị Duyên, 22 tuổi, được tập trung rèn luyện và thi đấu đó có thể xem là di sản mà huấn luyện viên Mai Đức Trung mong muốn để lại cho người kế nhiệm. Những cầu thủ 19-22 tuổi được tôi luyện bản lĩnh thi đấu đỉnh cao nhiều hơn, có sự khát khao và nhiệt huyết để tiếp nối những thành công mà ông cùng đàn trị đã làm được trong 5 năm qua. Ở góc độ của VFF, chiến lược làm mới đội tuyển nữ Việt Nam cũng đã được hoạch định. Bước sang năm 2024, tuyển nữ Việt Nam chỉ tham gia giải Đông Nam Á. Do vậy, đây là thời điểm hợp lý để VFF và đội tuyển nữ Việt Nam tiến hành chuyển giao lực lượng. Các cầu thủ U20 nữ Việt Nam đã vào đến vòng chung kết U20 châu Á. Đây sẽ là lực lượng thay thế cho các đàn chị hướng tới vòng loại World Cup 2027. Đội U20 nữ Việt Nam sẽ được đầu tư có chuyến tập huấn dự kiến tại Nhật Bản và châu Âu. Một số cầu thủ trẻ được trao cơ hội tại ở đội tuyển nữ Việt Nam để từng bước tiếp cận và thực hiện trong chiến lược làm mới. Hiện tại, đội tuyển nữ Việt Nam trẻ hóa nhằm chuẩn bị cho tương lai. Những tài năng trẻ như Bảo Trâm, Ngọc Minh Truyền, Thanh Thảo Nhật Lan liên tục được tham dự các giải đấu trong nước và quốc tế, dân trưởng thành để chờ đợi nhiệm vụ kế cận các đàn trị.